làm việc mệt mỏi rồi. Làm một giấc ngủ nào. Không còn gì bằng một giấc ngủ cả. Nó là đâu? What? Tại sao ngoài máu này? Cái gì đây? Welcome, chào mừng đến cái map chạy thoát khỏi cái bệnh viện. Bạn đã là một người bệnh nhân đang chữa bệnh. Lực là cái mod không, không được cheat. Ok, ok vô game nào. Bơ. Cái gì đây? Ôi, cái gì mà chớp chớp ghê vậy? Máu me mình lên hết. Ôi, con cửa nè. Vô coi có gì không? Hello. Ghê quá vậy. Ở cuối con đường này có gì vậy? Từ mở cửa được không? Không. Không. Làm ơn cho em về đi. Đang sinh tồn vui vẻ. Tại sao lại bắt em vô bệnh viện? Em có bệnh gì đâu. Hồi nào. Ôi ôi, máu me tùm lum hết. Đầu tư kỹ càng quá. Đây là cà chua à? Nước sốt cà phải không? Ôi ôi. Một cái giường bệnh ở một cái giường ở ngay giữa đường luôn bạn, thật là kinh khủng. Ở đây có hai đường phải không? Đi nào, mình thường đi đường bên phải. Khoan, giải phòng đi. Cửa này sao nhìn nó móc meo hơi ghê quá vậy. Ok, vô đây. Có nên vô đây không hay là vô? Để mình quay lại phòng đó đã. Từ từ, để mình quay lại phòng đó. Nhanh lên, quay lại phòng này. Ở đây có gì? Ở đây có tấm bảng mà lắm, vô có sao không? Mình rồi bấm lên tấm bảng, mình không biết ở đây có gì cả. Không có gì hết hả? Nó trôn mình rồi. Không có gì thiệt à. Đùa. Ok. Không có gì thì mình sẽ đi tiếp. Phập. Rồi. Thì bây giờ là mở cánh cửa này ra. Có con ma gì không? Không có gì hết. Mình chỉ la lên cho nó có niềm tin chút thôi. Ok. Lỡ đang lên có ai đang nhìn mình xuống dưới cầu thang sao bạn? Ghê lắm ơi. Ôi, mình không dám lên đến đâu. Mình, em hứa là em sẽ không bệnh nữa. Tại sao? Cái gì đây? Tại sao mình update lên? Get out here. Thôi, cút khỏi ngay đây. Thôi, em không cút đâu. Có cánh cửa nè. Đi nào bây giờ? Tiếp tới cái quầy này không ai hết trơn vậy. Một cái này, rồi một cái máy nghe nhạc. Ok. Ôi đi có ai vậy? Hết rồi. Còn cửa nè. Thôi, mình tưởng hết rồi chứ. No, thì chấp đèn vậy. Đèn gì yếu quá vậy? Có cái điện lực này. Cái gì chữ gì xấu quắc vậy? Những đám mây giết nhanh hoặc là chậm. Get it on. Chẳng hiểu gì hết. Câu này là một câu thành ngữ của nó à. Ôi mình mở không được. Rồi đi tiếp nào. Làm ơn. Hết đường rồi. Phật, mình tưởng nó hết đường chứ. No, ôi. Tại sao cái sàn nhà. Đây là nhà tắm à. Một cái đầu bị xuyên sọ. Người ta gọi là xuyên táo á bạn ơi. Những cái đám mây gì nữa nè. Có hình ngữ ngôn học của nó. Mở ra. Một cái cái suka bliat 1 này luôn nè. Ok. MCW hình con mắt. Illuminati nè. Hết rồi. Sao mình mở không được? Ok, mình nghĩ là mình sẽ gắn gì khóa vô đây nè. Pập. Rồi, mở được không? Ok. What? Tự nhiên biết hàng cái này rồi. Planet nữa hả? Trên đây có gì? Ở đây có cái gì trời? Mình đèn lên. Yeah, có điện rồi. Trời ơi, điện đóng đầy đủ luôn. Rồi mình sẽ lên lầu coi. Mình sẽ nhìn xuống dưới. Một cái kệ hàng nè. Ôi nhìn đúng thật các bạn ơi. Thấy cái bao ni lông nè. Rồi mấy chỗ này nó có gì? Chỉ làm những cái kệ hàng thôi à. Chứ không, nó đâu có cái gì khác đâu. Đúng không? Ok, đi tiếp nào. Đi qua đi lại, đi xuống, đi tới đi lui cũng chẳng có gì hết. Ok, chắc mình sẽ nhảy lầu. Ow. Đau quá. Một cái chìa khóa. Để coi. Ở đây có cửa gì không? Này có gì đây?
Ờ, một cái nhà kho này hả? What the hell? Ô đây nè đúng không? Chỗ này rồi. Bấm vô. Wow. Tại sao lại tắt đèn như này? Trời ơi, không có gì hết, ghê quá vậy. Đừng có hù em nha. Một cánh cửa. Trời, cái gì, nước gì đây? What the hell? Tụi này chơi bẩn quá. Nước gì đây? Mình đang ngoài đường hả? À? Tại sao mình thấy ngôi sao ngoài ở ngoài đường nè bạn? Mình đang ra ngoài rồi. Yeah. Sắp thoát khỏi bệnh viện tâm thần rồi. Một cái đầu. Wow. Một cái đầu mẹ ơi, một cái đầu. What the hell? Một cái đầu. Mình đang tưởng nó ra ngoài vui lắm. Ai dè, thấy một cái đầu cơ. Không phải cái đầu là không chịu cơ. Thôi, một cái đầu thì mình sẽ cố gắng. Ra ngoài sân rồi nè. Oh yeah, mình đã tự do rồi. Thôi mình mới tự do. Ôi một cái hồn. Mà hai cái cửa này. Súng và đạn chết cha rồi. Phải bắn nhau mấy thằng điên rồi. No. Cái này không? Ui, nó bẫy đây nè, sao mày chơi chiêu thế? Mày đứng cái gì đây? À, hai con zombie phải không? Hai con zombie để mình thử ra thôi nào. Rồi, mày nè. Ui a. Ui trời ơi. Ui rồi. Rồi. Tao. Đó, trời ơi, ui a. Ok, mình sẽ lấy hết trứng này ra. Vãi trưởng, nó chơi chiêu bạn ơi. Nó chơi chiêu, lấy trứng ra đi. Không lấy được. Đập này đi. Ok. Vãi. Tự nhiên tao không biết đúng không? Nó làm sơ xài quá, mình cũng chẳng biết. Rồi, hết chưa? Ủa mà hết, cái này là hết à hả? What the hell, bệnh viện? Mày đùa à? Bệnh viện còn có gì hay ho hơn không? Chỉ vậy thôi sao? Ok. Chắc là mình sẽ đi về nhà thôi bạn ơi. Chứ như thế này là mình không chịu nổi nữa. Một cái bệnh viện ngu học, bệnh viện ma. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Hộ ba, cái bệnh viện tâm thần đó thiệt là không thể tin nổi. Thiệt là không đâu bằng nhà mình hết, đúng không? Thôi là mình sẽ tiếp tục hành trình survival với mình nào. Ồ, cái gì đây? Hello? Hả?